Vậy thì các bác nghe can ít ca. Can 20. Can này còn mới. Sử dụng. Thì là bỏ ra bỏ vào thì nó chạm vào có cái vết đèn. Thằng dùng rồi biết ngay. Đây là cái khóa đèn mở. Để gài chip. Khóa này để gài chip các bác nha. Để mà gãy à quay. Để đi kèm theo của nó là cái khóa. Thì bên em có 3 cái. À không phải cái này, nó là cái lục giác thôi. Lục giác. Lục giác hình như nó khóa hay sao. Nếu khóa không, để tháo con này luôn. Chip này thì trên thị trường rất nhiều, không thiếu thì chip. Một tay nó lấy cái khóa hơi khó. À, cái này nó chỉ có lục giác thôi. Lục giác để xoáy để siết con ốc gà là thôi. Nó không giống như cái loại kia có cái khóa đi kèm theo. Khóa đi kèm theo là nó gà, cái loại này không phải. Thì bác nào có nhu cầu dùng thì inbox nhé. Chip cũ bên em thì cũng có luôn đấy. Chip cũ này không biết là có không. Vừa rồi có mấy cái hộp chip mới này cũng bán rồi. Bây giờ còn độc cán này. Liên hệ nhá. Phần này nó lắp chip Ali nhá. 20 cán 20. Lắp chip gắn chip 30. À gắn chip Ali. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video.